các bạn ơi, tất cả đây đều là tuyết. Thì sẽ đúng kiểu là nặn tuyết để chơi trò ném tuyết nha các bạn. We'll be right back.
mình đang chuẩn bị một thử thách. Các bạn hãy đón chờ xem đó là cái gì nhá. Hiện tại mình đang ở chỗ chân núi Phú Sĩ. Các bạn có thể thấy phía trên kia là núi Phú Sĩ. Hiện giờ thì đã đang tuyết rơi, tuyết phủ trắng rồi. Ở đây nhiệt độ nó rất là lạnh. Nhưng mà do thời tiết tốt thì nó không có mưa, không có mây thì nó không tạo tuyết được. Rất là nhiều tuyết. Và tuyết này thì nó sẽ không như đá bào. Đá bào thì nó còn có cái độ cứng. Còn đây tuyết đây rất là các bông, các bạn thấy không? Khi mình nắm vào thì nó sẽ tan ra luôn. Ngoài trời thì khá là lạnh, nhưng mà với cái bộ đồ tuyết này thì nó sẽ chống thấm nước. Khi mà tuyết này nó có tan ra thì người bên trong các bạn nó cũng sẽ không bị ấm ngấm nước, mà nó chỉ lạnh lạnh thôi. Đó là thử thách sống trong tuyết thì cảm giác nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ như là một con cá và bị đóng tuyết, ướp bằng tuyết, rất là mát lạnh. Nãy giờ thì mình đã có gom được hai đống tuyết đây, có hai bạn đang gom tuyết đây, rất là mệt. Và bây giờ sẽ nằm vô để mà lấp lại. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Bác quay cũng sát vừa mặt thôi nhá, để phỏng vấn. Bây giờ mình đang thấy cảm giác nó đang rất là lạnh rồi các bạn ơi. Mình bây giờ giống như một que kem rồi. À, bạn đeo kính vào cho mình xong rồi bạn phủ lên mặt luôn, chừa mỗi đôi mắt kính thôi. Để bác mà... Đeo mắt kính nhá. Kín chưa, cảm giác kín chân rồi chưa? Tốc độ ấy bạn ơi. Lạnh quá bạn ơi. Rồi, đến phỏng vấn hot boy này, chân rồi kín chưa? Kín hết chưa? Kín rồi. Đầu luôn, chừa mỗi cái kính ra thôi. Rút nón ra luôn cũng được. Rút nón ra. Rút nón ra. Rồi, nhanh đi. Wow. Ôi, tôi đã. Mà thôi, để cái clip này tăng phần hấp dẫn thì mình sẽ ở đây trong khoảng... Wow, lạnh quá các bạn ơi. Mình sẽ ở đây để cho cái mặt đẹp đẹp tí nhá. Ở đây trong khoảng 10 phút nào. Rồi, bạn kia bạn quay vòng tròn coi sao. Cơ thể mình đã đông cứng rồi các bạn ơi. Và thôi mình cho mình phải xin dừng thử thách ở đây. Cảm giác bây giờ không nghe thấy những tiếng lạt sạt, và khuôn mặt mình nó đang bị lạnh cứng rồi. Chân tay mình gần như đóng băng. Cảm giác khó có thể cử động đâu được nữa rồi.
Nhưng mà để tránh nguy hiểm thì chắc mình phải dừng. Lạnh quá các bạn ạ. Chắc clip này mình chỉ có thể làm được tới như vậy thôi. Nếu mà bạn nào muốn thử thì hãy các bạn hãy thử làm theo coi nó như thế nào. Cảm giác nói chung là nó lạnh gì mà lạnh bây giờ. Đầu óc mình chán mình nó đã có vẻ không hoạt động được rồi các bạn ạ. Thôi bây giờ chắc xin dừng clip ở đây. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký ủng hộ cho mình. Ở đây trời bắt đầu là quá lạnh rồi. Cái áo của mình bây giờ là nó đã bị ngấm nước vào trong rồi. Đằng sau là hai bạn đã hỗ trợ mình rất nhiệt tình với cái clip này. Rất cảm ơn hai bạn. Nào chúng ta cùng đi thôi. Wow. Trượt hết nổi rồi các bạn ơi. Đành phải ngồi thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Xin chào.